Gần 25 triệu cử tri bỏ phiếu sớm bầu tổng thống Mỹ. Hai ứng cử viên tổng thống đang chạy đua tích cực tại các bang chiến trường, trong khi gần 25 triệu cử tri Mỹ đã bỏ phiếu sớm. Theo dữ liệu theo dõi từ phòng bầu cử tại Đại học Florida, gần 25 triệu cử tri đã bỏ phiếu thông qua hình thức bỏ phiếu sớm trực tiếp hoặc bỏ phiếu qua thư. Một số bang, bao gồm các bang chiến trường North Carolina và Georgia, đã lập kỷ lục vào ngày đầu tiên bỏ phiếu sớm tuần trước. Số phiếu bầu ở Georgia đang ở mức kỷ lục, ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump phát biểu tại sự kiện ở Zebulon, Georgia. Thành thật mà nói, số phiếu bầu ở mọi bang đều ở mức kỷ lục. Chúng ta đang làm rất tốt và hy vọng chúng ta có thể thay đổi đất nước của mình, ông Trump nói thêm. Theo hiến pháp, công dân Mỹ từ đủ 18 tuổi trở lên đều có thể tham gia bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử. Tuy nhiên, trong các cuộc bầu cử luôn có một bộ phận lớn người dân không muốn đi bỏ phiếu do không quan tâm tới chính trị hay đơn giản là không thích các ứng cử viên trên thực tế bầu cử tổng thống mỹ được tiến hành song song với bầu cử quốc hội để chọn ra các nghị sĩ hạ viện thượng viện cử tri mỹ không trực tiếp bầu ra tổng thống mà họ dùng phiếu phổ thông để quyết định đến lá phiếu của các đại cử tri trong bang các đại cử tri này sau đó mới bầu ra tổng thống dựa trên kết quả phổ thông đầu phiếu tại bang mà cử tri đó đại diện đảng dân chủ đã tận dụng các lựa chọn bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử gần đây thu về hàng triệu phiếu bầu trong quá trình này. Năm 2020, số lượng cử tri đi bỏ phiếu tăng vọt và được coi là yếu tố quan trọng giúp Tổng thống Joe Biden đắc cử. Khi đó, nhiều bang dễ dàng tiến hành bỏ phiếu sớm hơn do đại dịch. Tuy nhiên, 4 năm qua, một số bang đã thông qua luật khiến cử tri khó bỏ phiếu sớm hơn trong cuộc bầu cử này. Trong số các bang thực hiện những thay đổi về quy tắc bỏ phiếu sớm kể từ năm 2020 có Georgia và North Carolina, Cả hai đều là những bang chiến trường quan trọng. Sức mạnh của việc bỏ phiếu sớm sẽ rất quan trọng đối với chiến dịch tranh cử của cả cựu tổng thống Donald Trump và phó tổng thống Kamala Harris năm nay. Tỷ lệ đáng kể cử tri đi bỏ phiếu sớm diễn ra khi bà Harris và ông Trump dẫn bán sát nhau ở bảy bang chiến trường cạnh tranh nhất khi chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa là đến cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11. Pennsylvania và Georgia, nằm trong số bảy bang chiến trường, sẽ quyết định ai giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Cả hai ứng cử viên tổng thống có khả năng sẽ dành phần lớn thời gian còn lại của chiến dịch tranh cử để đến các bang này. Bà Harris đã dẫn trước ông Trump với tỷ lệ 46-43 trên phạm vi toàn quốc trong cuộc thăm dò mới nhất của Reuters Ipsos. Tướng Mỹ hàng đầu cảnh báo Nga vẫn có một lực lượng chiến đấu nguy hiểm chưa từng tung vào cuộc chiến Ukraine. Đội quân Nga vẫn có lực lượng chiến đấu nguy hiểm, hầu như không bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến ở Ukraine, tướng Mỹ hàng đầu ở châu Âu cảnh báo. Nga chịu tổn thất đáng kể ở Ukraine, nhưng quân đội này vẫn có lực lượng chiến đấu nguy hiểm, hầu như không bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột, vị tướng hàng đầu của Mỹ tại châu Âu cảnh báo trong tuần này. Tướng Christopher Cavoli, tư lệnh Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Hội đồng Đại Tây Dương rằng, chúng ta thấy quân đội Nga hoạt động ở Ukraine và những đòn tấn công mà họ phải chịu phải được xem xét trong bối cảnh toàn bộ cơ cấu quân sự của họ. Cavoli, cũng là Tổng tư lệnh Liên minh NATO tại châu Âu, cho biết Nga vẫn còn các lực lượng hầu như không bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến ở Ukraine, bao gồm lực lượng không quân tầm xa, lực lượng tên lửa chiến lược, các đơn vị phòng thủ và tài sản dưới nước. Ông cho biết, hầu hết lực lượng không quân chiến đấu của Moscow vẫn chưa tham gia vào cuộc xung đột. Vì vậy, mặc dù đã có những tổn thất đáng kể trên bộ, nhưng trong phần còn lại của cơ cấu quân sự Nga vẫn còn một lượng lớn năng lực, cả vũ khí thông thường và hạt nhân, và vì vậy cần phải ghi nhớ điều đó, Cavoli cho biết trong cuộc phỏng vấn video với nhóm nghiên cứu công bố ngày 22 tháng 10. Trong suốt cuộc chiến, Nga đã nỗ lực phô trương năng lực quân sự của mình vượt ra ngoài Ukraine như tiến hành các cuộc tập trận tàu ngầm ở biển Bắc Tích và tăng cường hoạt động dưới nước ở Đại Tây Dương, điều khiển máy bay quân sự cùng Trung Quốc gần Alaska, tiến hành các cuộc tập trận sẵn sàng chiến đấu hạt nhân và cố gắng thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm xa mới. Tuy nhiên, các cuộc biểu dương lực lượng quân sự của Moscow ở nước ngoài diễn ra trong bối cảnh nước này đang phải chịu những tổn thất ở Ukraine. Tình báo phương Tây ước tính rằng Nga đã phải chịu hơn 600.000 thương vong kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine và trung bình mỗi ngày có hơn 1.200 thương vong, một xu hướng có khả năng sẽ tiếp tục. Trong khi đó, Moscow được cho là đã mất một lượng lớn thiết bị quân sự, bao gồm hàng nghìn xe tăng và xe bọc thép. Tuy nhiên, phía Nga bác bỏ những thông tin này. Trong cuộc phỏng vấn với Hội đồng Đại Tây Dương, ông Cavoli giải thích rằng mặc dù lực lượng mặt đất của Nga phải chịu tổn thất nghiêm trọng khi chiến đấu ở Ukraine, Moscow đã có những bước tiến đáng kể để xây dựng lại lực lượng. Cavoli cho biết lực lượng quân sự, lực lượng bộ binh bên trong Ukraine hiện nay lớn hơn đáng kể so với lực lượng bộ binh có mặt ở đó vào đầu cuộc chiến. Vì vậy, quân đội Nga thực sự đã phát triển trong giai đoạn này. Những phát biểu của Cavoli tuần này báo hiệu những cảnh báo mới nhất của ông về mối đe dọa liên tục từ Nga. Vị tướng Mỹ này cũng giống như các quan chức cấp cao khác của Mỹ đã nhiều lần nói trong vài tháng qua rằng Moscow vẫn nguy hiểm và đang bù đắp cho những tổn thất trong chiến tranh. Nga triển khai lực lượng hạt nhân chiến lược tới Ukraine Ngày 23 tháng 10, truyền thông Ukraine đưa tin gây chấn động, Nga đang triển khai các binh sĩ thuộc lực lượng tên lửa chiến lược, đơn vị chuyên vận hành vũ khí hạt nhân tới chiến trường Ukraine, Động thái này khiến dư luận quốc tế lo ngại, diễn ra giữa bối cảnh Moscow đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng sau hơn 2 năm xung đột căng thẳng. Theo cổng thông tin military của quân đội Ukraine, các binh sĩ này có thể không trực tiếp vận hành vũ khí hạt nhân mà thay vào đó sẽ được sử dụng như bộ binh tăng cường cho quân đội Nga trên chiến trường. Những đơn vị này được thành lập từ cuối mùa hè năm 2024 và hiện đã bước vào chiến đấu. Đây là bước đi chiến lược của Nga nhằm bù đắp tổn thất nặng nề trên các mặt trận khi lực lượng quân sự của họ ngày càng suy yếu. Nhà nghiên cứu an ninh William Fear từ Hội đồng Địa Chiến Anh đã nhận định trên tờ Newsweek, cả Nga và Ukraine đều đang gặp vấn đề nghiêm trọng về quân số, thay thế những binh sĩ bị thương vong là yếu tố sống còn để hai bên tiếp tục cuộc chiến tiêu hao này. Ông cũng nhấn mạnh, ngoài việc tăng cường cung cấp đạn dược, việc lắp đầy khoảng trống nhân sự đang trở thành một cuộc đua sinh tử trên chiến trường. Không chỉ có lực lượng hạt nhân chiến lược, Nga còn điều động một trung đoàn của lực lượng hàng không vũ trụ tới bảo vệ khu vực Kursk sau khi Ukraine tiến hành các cuộc tấn công bất ngờ vào đầu tháng 8 năm 2024. Đơn vị này bao gồm nhiều thành phần từ kỹ sư, thợ máy đến sĩ quan quân sự nhằm đối phó với tình trạng thiếu hụt nhân sự trầm trọng tại các tuyến phòng thủ quan trọng. Tình hình càng trở nên phức tạp và đáng lo ngại hơn khi Vladimir Putin một sĩ quan của Cộng hòa Nhân dân Donetsk, cho biết lực lượng tên lửa chiến lược Nga đã hoạt động mạnh mẽ tại Kursk sau chiến dịch phản công của Ukraine. Sự tham gia của các đơn vị đặc biệt này có thể báo hiệu một sự leo thang mới và nguy hiểm hơn trong cuộc xung đột đang kéo dài giữa hai quốc gia. Tổng thống Putin bất ngờ tuyên bố xung đột ở biên giới Nga đang diễn ra hết sức đáng tiếc. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng xung đột ở biên giới Nga đang diễn ra hết sức đáng tiếc. Phát biểu tại cuộc họp cuối cùng của hội nghị thượng đỉnh BRICS ở định dạng BRICS cộng tiếp cận, Tổng thống Nga Putin nói rằng có rất nhiều xung đột vũ trang trên hành tinh. Điều tương tự đang xảy ra ở biên giới của chúng tôi, điều khiến chúng tôi vô cùng tiếc nuối. Ukraine đang bị lợi dụng để tạo ra một mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh của Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố một trong những ví dụ về điều này là ukraine quốc gia đã và đang sử dụng để tạo ra các mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh của nga đồng thời phớt lờ những lợi ích sống còn của chúng tôi những lo ngại công bằng về việc vi phạm quyền của những người nói tiếng nga và giờ đây họ đang thậm chí không che giấu mục tiêu gây ra thất bại chiến lược cho đất nước của chúng tôi ông putin nói Nhà lãnh đạo Nga nói thêm rằng đây là những tính toán hão huyền chỉ có thể được thực hiện bởi những người không biết lịch sử nước Nga và không tính đến sự đoàn kết được rèn luyện, kiên cường và gắn kết của nhân dân Nga qua nhiều thế kỷ. 3 đến 4 tháng, kế hoạch mới nhất của Mỹ đối với Ukraine bị tiết lộ. Mỹ muốn Ukraine tiếp tục chiến đấu thêm vài tháng nữa trước khi lễ nhậm chức của tân tổng thống. Chuyên gia người Anh Alexander Mekorit cho biết trên kênh YouTube Doran. Ông nói, Mỹ đang làm mọi thứ để có thể đảm bảo rằng Ukraine sẽ tiếp tục chiến đấu không chỉ sau cuộc bầu cử mà còn sau khi tổng thống mới nhậm chức. Vì vậy, họ muốn cuộc chiến tiếp tục kéo dài thêm 3 đến 4 tháng nữa. Theo chuyên gia, đây là ưu tiên hàng đầu hiện nay nhằm ngăn chặn sự sụp đổ của Ukraine dưới thời tổng thống hiện tại. Đồng thời chuyên gia Mercuris nói thêm rằng cả lực lượng vũ trang Ukraine và các quan chức phương Tây đều hiểu rằng Ukraine đã thua trong cuộc xung đột. Trong bối cảnh hiện nay, quân đội Nga đang tích cực tiến quân ở Donbass như thư ký Hội đồng Bảo an Sergei Shoigu đã nói trong một cuộc phỏng vấn với Russia 2 vào tháng 8 và tuần đầu tiên của tháng 9 có thể giải phóng gần 1.000 km vuông lãnh thổ. Đồng thời mỗi ngày phía Ukraine có tới 2.000 người chết và bị thương. Trong diễn biến khác, cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine dự báo những người lính Triều Tiên đầu tiên sẽ tới mặt trận cớt vào ngày 23 tháng 10. Kirill Budanov, trưởng phòng tình báo quốc phòng Ukraine trong một bình luận trên The World Zone cho biết, chúng tôi tin rằng những đơn vị đầu tiên sẽ đến mặt trận cớt vào ngày mai, Tuy nhiên, vẫn chưa rõ là có bao nhiêu binh lính sẽ đến và họ sẽ được trang bị như thế nào. Budanov nói thêm rằng thông tin chi tiết hơn sẽ có trong những ngày sắp tới. Họ đang bị bao vây, tiết lộ chuyện xảy ra ở chiến trường nóng của Ukraine. Chuyên gia người Anh Alexander Mekoris cho biết trên blog YouTube rằng quân đội Ukraine đang bị mắc kẹt tại Selidovo và không thể rời khỏi thành phố. Ông lưu ý, quân đội Ukraine ở Selidovo hiện đang bị bao vây, họ thực sự đã bị chặn lại. Theo chuyên gia này, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất quyền kiểm soát con đường mà đáng lẽ họ có thể sử dụng để rút lui. Kết quả là quân Ukraine cũng đã mất nguồn cung cấp quan trọng để tiếp tục chiến đấu, chuyên gia người Anh Mercuris giải thích. Có lẽ một số người trong số họ sẽ đầu hàng, những người khác có thể gửi tin nhắn khẩn cấp về Kiev yêu cầu lệnh rút lui. Kiev sẽ nhất quyết tiếp tục trận chiến, kết quả là họ sẽ quyết định tự mình rút lui, chạy trốn khỏi Selidovo với số lượng lớn, nhà phân tích kết luận. Tuần trước, thì người đứng đầu của DNR Denis Pushilin cho biết trên kênh truyền hình Russia 24 là có tất cả các điều kiện tiên quyết để bao vây thành phố Selidovo trong cuộc tiến công theo hướng Poprov. Trước đó, cố vấn của người đứng đầu DNR, ông Igor Kimarovsky cho biết quân đội Nga đã đưa Kurakovka và Selidovo vào thế gọng kìm. Tỷ phú Bill Gates có thể đã quyên góp 50 triệu USD ủng hộ bà Harris Tỷ phú Bill Gates được cho là đã quyên góp 50 triệu USD cho một tổ chức phi lợi nhuận ủng hộ chiến dịch tranh cử của bà Kamala Harris, theo New York Times. Báo New York Times dẫn các nguồn thạo tin hôm 22 tháng 10 cho biết, tỷ phú và nhà đồng sáng lập Microsoft Bill Gates gần đây đã quyên góp khoảng 50 triệu USD cho một tổ chức phi lợi nhuận ủng hộ chiến dịch tranh cử tổng thống của ứng cử viên đảng Dân Chủ Kamala Harris. Khoản quyên góp cho Future Forward, nhóm gây quỹ ủng hộ phó tổng thống Harris được cho là sẽ được dự kín vì ông Gates chưa công khai ủng hộ ứng cử viên đảng Dân Chủ. Theo New York Times, trong các cuộc trao đổi riêng tư với bạn bè và những người khác trong năm nay, ông Gates cũng đã bày tỏ mối quan ngại về khả năng cựu tổng thống Donald Trump tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai. Các nguồn tin cho biết tổ chức từ thiện của ông Gates, quỹ Bill Melinda Gates, rất lo ngại về khả năng cắt giảm các chương trình kế hoạch hóa gia đình và y tế toàn cầu nếu Trump tái đắc cử. Tuy nhiên, Tifo Gates đã nhấn mạnh rằng ông có thể làm việc với bất kỳ ứng cử viên tổng thống nào. Trong một tuyên bố phản hồi thông tin của New York Times, ông Gates nhấn mạnh sự hợp tác lưỡng đảng của mình nhưng cũng nói rằng cuộc bầu cử lần này rất khác biệt. Tôi ủng hộ các ứng viên thể hiện cam kết rõ ràng trong việc cải thiện vấn đề chăm sóc sức khỏe, giảm nghèo và chống biến đổi khí hậu tại Mỹ và trên toàn thế giới, ông Gates nói với New York Times. Tôi đã làm việc lâu dài với các nhà lãnh đạo chính trị, nhưng cuộc bầu cử này thì khác có ý nghĩa chưa từng có đối với người Mỹ và những người dễ bị tổn thương nhất trên thế giới, ông nói thêm. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin FANS24 vào ngày 7, thời điểm bà Harris trở thành ứng viên tổng thống mới của Đảng Dân Chủ sau khi Tổng thống Joe Biden từ bỏ nỗ lực tái tranh cử, Tifugas đã hoan nghênh sự xuất hiện của một người trẻ hơn có thể suy nghĩ về những vấn đề như AI, trí tuệ nhân tạo. Trong khi bà Harris bước sang tuổi 60 vào tuần trước, đối thủ của bà, ông Trump đã 78 tuổi và là ứng cử viên tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử Mỹ. Vợ cũ của tỷ phú Gates, bà Melinda Frank Gates, trước đó đã công khai ủng hộ bà Harris. Theo Forbes, cho đến nay đã có ít nhất 81 tỷ phú ủng hộ bà Harris trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Trong khi đó, một trong những người giàu nhất thế giới, tỷ phú Elon Musk, lại ủng hộ ông Trump. Ông Musk, người từng bỏ phiếu cho các ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ trong quá khứ, đã chuyển sang ủng hộ Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử năm nay. Tỷ phú công nghệ đã ủng hộ ứng viên Donald Trump từ tháng 7 và xuất hiện cùng ông tại các sự kiện vận động tranh cử. Hãng tin Reuters cho biết, tỷ phú Musk đã quyên góp khoảng 75 triệu USD cho siêu ủy ban hành động chính trị America PAC ủng hộ ông Trump trong vòng 3 tháng qua, biến ông thành nhà tài trợ lớn của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử vào ngày 5 tháng 11 tới.